Chào loại Bích Liên. Xin chào loại Bích Liên. Vâng, Dương Vi xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay Dương Vi tranh thủ làm cái live nói về cái sự ngu dốt của cái đám xuyên tạc viên ấy, các nhà đấu tranh dân chủ cuội. Vâng, chào Phạm Tuấn. Chào tất cả anh chị em nhé. Chào Hạnh AK. Trong mấy hôm gần đây ở trên báo Công an Nhân dân có đăng một số bài viết chống diễn biến hòa bình ở trong cái trang chống diễn biến hòa bình rất là hay. Ví dụ có một bài viết là bao vây vô hiệu hóa hoạt động khủng bố chống phá Việt Nam, đấy là một bài cũng rất là hay của tác giả Việt Hưng. Các tổ chức chống phá đảng nhà nước ở trong như ngoài nước ấy, bọn chúng sử dụng cái chiêu bài là kích động tụ tập đông người để gây rối trật tự công cộng. Đấy. Tấn công lực lượng chức năng, phá hoại tài sản nhà nước, nó đã trở thành những nghề của các tổ chức mới chống phá Việt Nam. Ví dụ như chính phủ quốc gia lâm thời của tổ chức Đào Minh Quân, triều Đại Việt, tức là triều bịp bợm ấy, của Ngô Hoàng Hùng, những bọn tổ chức Việt Tân. Nhưng tất cả những cái âm mưu hành động thủ đoạn của chúng đã sớm bị cơ quan an ninh cùng với các đơn vị công an phát hiện, đấu tranh và ngăn chặn bắt giữ bọn chúng. Chào Phùng Anh Tuấn, chào chị Minh Minh. Nói chung là các tổ chức này này, những cái thành viên ở các tổ chức này, chúng móc nối với các tổ chức khủng bố ở trong nước cũng như ở ngoài nước và tập hợp những kẻ dân chủ cuội chống phá đất nước. Đấy. Bọn chúng lôi kéo kích động, gây rối, làm mất an ninh trật tự ở một số địa phương cũng như một số khu vực. Bọn chúng xác định rằng cái để mà gây cho cái nền an ninh chính trị ở trong nước bất ổn đó là đất đai là thứ nhất, cái thứ hai là về môi trường, còn cái thứ ba là về BOT bot. Đó là ba cái mà bọn chúng đã xác định cái mục tiêu mà bọn chúng hướng tới để chống phá đất nước. Trong đó cái đám tù nhân lương tâm ấy, Dương Vi hay gọi là đám tù nhân dân chủ cuội ấy, thì bọn chúng ở trong tù qua những người thân, người gia đình đến thăm nom ấy, thì bọn chúng tuồn tin ra ngoài, vu khống bịa đặt cho chính quyền quản giáo ở các trại tù tù nhân lương tâm như trại tù số 6 ấy, để kích động cái đám đấu tranh dân chủ cuội như vừa rồi mà mọi người cũng thấy ở trên mạng xã hội ấy, bọn chúng tụ tập và kéo đến chính quyền, đến gần cái trại giam ở khu trại số 6
ở Nghệ An đó, thì những người dân người ta biết cái hành động của cái đám Cấn Thị Thêu này này, người ta rất là căm phẫn. Người dân nha, Dương Vi nói, người dân người ta đã bức xúc cái đám này rất là lộng ngôn, coi pháp luật không ra gì, coi người dân cũng không ra gì, nên đã bị người dân ở khu vực đó đánh cho một trận te tua tơi bời khói lửa. Sau là bọn chúng vu khống cho chính quyền là cài người vào, cho công an có nghĩa là giả thành người dân để đánh bọn chúng. Đấy. Riêng cái sự việc mà bọn chúng bị đánh ấy, thì không phải là một lần này, mà bọn chúng trước đấy ấy, từ năm 2016 2017 thì bọn chúng cũng đi livestream ở chỗ này chỗ kia là bị người dân người ta ghét, người ta đánh nhau. Cái điều đó có, nhất là cái mụ Cấn Thị Thêu này. Ông Trịnh Bá Phương là con trai của Cấn Thị Thêu cũng lưu loa vu khống rằng nhà nước không có pháp luật nên đã nuôi một đám, gọi là hắn gọi là đám công an đánh người dân, những người dân yêu chuộng hòa bình, đấu tranh cho công lý. Đấy là việc của tên nó nói. Xong rồi về cái đảo Tư Chính ấy, thì truyền thông trong nước thì người ta chỉ nhắc qua có sự va chạm nhẹ tàu thuyền của Trung Quốc có đến bãi đảo Tư Chính để mục đích thăm dò cái địa chất ở cái đảo san hô Tư Chính, thì được cái bị tàu lực lượng cảnh sát biển Việt Nam ngăn chặn. Nhưng cái BBC tiếng Việt á, báo BBC á, cả bọn phản động xuyên tạc ở hải ngoại nó nâng cao cái quan điểm vu khống bịa đặt rằng là Trung Quốc cho tàu thuyền đến đấy để thăm dò địa chất, sau là khai thác dầu khí, nói như là vân vân và vân vân. Bọn chúng kích động cái sự đoàn kết của người dân Việt Nam như cái sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 năm 2014 ấy. Đấy. Để làm sao? Để cho những người dân lại đứng lên chống lại Trung Quốc, thậm chí đập phá nhà xưởng máy móc. Cái việc đấy bọn chúng đang thực hiện kích động ở trên các trang mạng xã hội, cả trên những cái đài truyền thông ở hải ngoại. Mà quan điểm của nhà nước, của Đảng, Chính phủ và Quốc hội khẳng định rằng Việt Nam có môi trường muốn hòa bình và chỉ có đối thoại, không đối đầu. Cái đối đầu kia là cái tình thế phải bắt buộc thì người ta mới xác định là đối đầu, chứ còn bây giờ chỉ đối thoại, kể cả ở trên Biển Đông cũng như trên đất liền, về kể cả kinh tế, chính trị, văn hóa. Riêng trong năm 2019 này này, cái hoạt động chống phá của các thế lực thù địch ấy, các tổ chức phản động ở trong nước cũng như hải ngoại, nó cấu kết với nhau, nó diễn biến rất là phức tạp. Chúng triệt để lợi dụng các sự kiện chính trị để lôi kéo kích động các tầng lớp nhân dân tham gia để biểu tình, phá rối, gây rối an ninh trật tự.
Riêng cơ quan an ninh ấy, người ta đã phát hiện các tổ chức phản động ở hải ngoại nó lôi kéo và móc nối thành lập một số nhóm để kích động khủng bố, thậm chí hướng dẫn chế tạo bom xăng. Đấy. Dùng một số phương pháp khác để gây rối an ninh trật tự. Mà bọn chúng ngông cuồng dám tấn công vào cả đồn công an năm 2018, đấy là quá liều lĩnh, quá coi thường pháp luật về an ninh Việt Nam và coi thường nhân dân Việt Nam. Bọn chúng sẵn sàng tấn công cả người thi hành công vụ. Đó. Bọn chúng quá là manh động. Một số như đối tượng như nghiện hút với bị nhiễm HIV/AIDS là những kẻ đó được bọn chúng triệt để lợi dụng, bởi vì những kẻ đó nghiện hút cần tiền, còn những kẻ bị nhiễm HIV/AIDS bọn chúng đời không còn gì để mất, nên bọn chúng sẵn sàng như cái đám Tân Thái, Benny Trương với cái đám Bích Trang ấy. Bọn chúng suốt ngày hô hào kêu gọi người dân xuống đường biểu tình thông qua YouTube với Facebook. Đấy. Chào anh Trần Khải nhá. Bọn chúng á triệt để lợi dụng cái mạng xã hội này, Facebook, YouTube và những cái hình ảnh mà được các đài truyền thông chính thống ở trong nước đăng tải và phát ở trên TV á, bọn chúng lôi xuống cắt ghép để xuyên tạc kích động người dân. Đấy. Bọn chúng triệt để lợi dụng như vậy. Những người dân bình thường á như nông dân Dương Vi này này, không theo dõi, không để ý đến bọn chúng thì dễ bị bọn chúng lừa và dắt mũi xỏ đi như những người dân ở Bình Thuận năm 2018 vừa qua. Cho nên á, mỗi người dân chúng ta phải cần hết sức cảnh giác trước những cái chiêu trò gọi là lôi kéo của bọn chúng. Bọn chúng lôi kéo bằng hình thức gì? Mua chuộc bằng tiền này, đánh vào tâm lý này, đánh vào cái túi tiền người dân này, vào cái cơm áo gạo tiền như anh Trần Khải hay nói. Anh Trần Khải nói bọn tham nhũng này Dương Vi và nhiều người dân người ta cũng căm ghét, và Dương Vi cũng phải đấu tranh chống cái bọn tham ô tham nhũng này này, đấu tranh hàng ngày. Cái bọn tham ô tham nhũng này này cũng là cái kẽ hở, cũng là cái động cơ để cho bọn chúng kết hợp vào để xuyên tạc chống phá đảng và nhà nước. Nó là giặc nội xâm cực kỳ là nguy hiểm. Đấy. Cho nên là chúng ta tuyệt đối không nghe theo các tổ chức phản động. Không tham gia vào bất kỳ cái hội nhóm nào của bọn chúng ở trên mạng cũng như ở ngoài. Không chia sẻ những cái bài viết, những cái hình ảnh của các tổ chức hội nhóm bọn chúng nói xấu đảng nhà nước, bôi nhọ lãnh tụ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không những vậy, bọn chúng còn bôi nhọ các đồng chí là lãnh đạo đảng nhà nước và cả lực lượng vũ trang. Bọn chúng kích động chia rẽ vùng miền tôn giáo. Đấy.
chúng ta không nên chia sẻ những cái bài viết đó và cũng không nên ủng hộ bọn chúng, thì cũng góp phần vào một phần cái nhỏ ngăn chặn đẩy lùi cái sự chống phá đất nước. Dương Vy, riêng cái bọn tham nhũng Dương Vy cũng chửi nhiều rồi anh Trần Khải, Châu Lạc Khải chửi rất là nhiều, thậm chí nhá, cả quan chức cấp cao mà Dương Vy làm rất là nhiều cái diễn đàn nói về từ tướng lính, công an, quân đội. Đó. Anh cứ gõ vào Dương Vy xem tất cả những cái nick mà Dương Vy không hoạt động, chưa còn đang hoạt động hoặc là không hoạt động nữa, vẫn có những cái bài đăng đó. Thậm chí trên YouTube cũng có, ở trên kênh Giải Độc Chính Trị. Còn riêng cái phản ứng của người dân bình thường cũng như cái đám dân chủ cuội nói về một vị đại biểu Hội đồng Nhân dân của Thành phố Hồ Chí Minh nói về cái lu, cái bà giáo sư tiến sĩ gì đó, cái đó không khả thi là điều thứ nhất. Điều thứ hai, những thùng chứa nước đó nó không đạt hiệu quả, bởi vì Dương Vy là nông dân ở vùng cao, Dương Vy đi rất là nhiều những nơi người ta không có nước, người ta xây bể chứa người ta hàng trăm mét khối nước, ít cũng 30-40 mét khối nước để dự trữ mùa đông không có nước như ở Đồng Văn, Mèo Vạc. Như vậy, để cho mỗi gia đình một cái lu nhỏ nhỏ ở đấy, thứ nhất để phát sinh muối, thứ hai nó không chống được ngập úng, mà cái thứ ba nó không hiệu quả. Sau những cái phản ứng của cư dân ở trên mạng cũng như ở ngoài thì bà ấy lại nói người dân như thế này, như thế nọ, xong là mọi người xuyên tạc về bà. Nhưng bà nói trước bao nhiêu vị đại biểu, còn có cả báo đài địa phương người ta ở đó. Như vậy bà trước khi phát ngôn bà đã uốn lưới chưa, bà đã suy nghĩ chưa, đã tính toán chưa, bà đã đi vào thực tế chưa, trước khi bà làm á, bà phải thực hiện trước, trải nghiệm trước, nếu nó có hiệu quả thì bà mới hãy đem ra để phổ biến cho người dân. Đó là cái cán bộ nhà nước người ta đi nói đi đôi với làm là ở chỗ đấy. Bà nói như vậy á, chỉ được lợi cái bọn bà sọc với cái đám dân chủ cuội ở trong nước ấy, nó lợi dụng vào đấy xuyên tạc thôi, có gì nữa. Tôi này, người dân ở vùng cao này cũng thiếu nước, như bọn tôi xây bể dùng tét chứa. Bà bảo là mỗi gia đình một cái lu để chống ngập. Chống ngập sao được? Cái đó là cái không khả thi. Chống ngập phải xây dựng hệ thống thoát nước nó một cách bài bản, nó quy mô. Cái cơ sở hạ tầng nó không đuổi theo cái kiến trúc thượng, không đuổi kịp theo cái kiến trúc thượng tầng của Thành phố Hồ Chí Minh. Cái mức đô thị hóa của Thành phố Hồ Chí Minh nó rất là nhanh, nó phát triển một cách mạnh mẽ như vậy, thì những cái hệ thống thoát nước, trạm bơm, cái thứ nó không đủ thực hiện. Mà tại sao nó lại như vậy? Do một phần những sông ngòi đó, trong quá trình đô thị hóa người ta đào đất ở chỗ khác, lấp sông, cái đó cũng là một nguyên nhân. Đấy,
Có quang Nguyễn này, Dương Vi sẽ không mở lại, Dương Vi làm live xong rồi Dương Vi sẽ nghỉ. Có mở thì tối này anh Khải mở thì cho anh em lên phản biện. Thí dụ như quan điểm của Dương Vi một bên, còn cái đám dân chủ cuội một bên lên phản biện, anh Trần Khải sẽ làm trọng tài. Đấy. Cái điều đó mới giúp được người dân người ta phân biệt cái nào trắng, cái nào đen, cái nào chính, cái nào tà. Riêng trong thời gian gần đây á, Dương Vy có nắm được cái danh sách của cái đám dân chủ cuội, nhưng mà cái danh sách này nó còn thiếu rất là nhiều. Năm 2018 Dương Vy có đọc một cái danh sách rất là dài, hơn bốn mấy người cơ, thì nó hay chống phá ở trên mạng kể ở trong nước cũng như ngoài nước. Mà tối hôm qua Dương Vy lại lấy được một cái bản danh sách mới của đám dân chủ cuội. Khi nào có thời gian, Dương Vy sẽ nghiên cứu và tập hợp đầy đủ danh sách tên họ từng người một để Dương Vy sẽ làm một cái live trực tiếp nói về những người họ tên, những người đang chống phá đất nước này, những kẻ đó nó làm loạn ở trên mạng xã hội này, với ở ngoài nó kích động người dân ra làm sao. Lại nói đến tên Múc Nguyễn. Múc Nguyễn tức là cái tên họ tên đầy đủ á, là Nguyễn Hải Phú này này, nó suốt ngày chia sẻ những cái bài viết chống phá đảng nhà nước. Bây giờ hắn đang chia sẻ bài viết cái livestream trực tiếp của Đoàn Thị Thùy Dương, cái con ở bên Na Uy á, không phải Nguyễn Thị Thùy Dương ở thành phố Hồ Chí Minh, cái Đoàn Thị Thùy Dương này ở bên Na Uy, con Ba Sọc á. Vâng, chào Lưu Xuân Trường, chào tất cả mọi người nhé. Dương Vy chéo muốn kêu gọi mọi người á, mục đích hôm nay là cùng nhau report cái trang tôi muốn đạt đảng của tên Múc Nguyễn này. Đây Dương Vy sẽ cho mọi người xem cái trang của hắn. Đây, tên này, Múc Nguyễn này này. Cái trang hắn tôi muốn đa đảng, đấy là cái phần mềm mà hắn đã mua về để hỗ trợ livestream và chia sẻ những cái bài viết của hắn, và sử dụng cả hệ thống OBS phát lại 24 trên 24. Múc Nguyễn này ngày trước trước đấy vừa mới làm cái mua cái phần mềm này này, làm cái like này, hắn có tên là Ken đấy, sau đó đổi thành Múc Nguyễn, nhưng mà tên thật là Nguyễn Hải Phú, sinh năm 1979 ở Tuy Hòa, Phú Yên, giờ đang cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh nhá. Mà công an thành phố Hồ Chí Minh, an ninh thành phố Hồ Chí Minh làm việc chả biết sao mãi không xử lý được cái vụ này. À, anh Tống Sơn ơi, anh Trần Khải là người đấu tranh cho cơm áo gạo tiền thôi, cũng không phải là dân chủ cuội mà cũng không phải là bò đỏ đấy, anh là người nông dân chuyên bán máy tính, bán cho cán bộ thì bán đắt, bán cho người dân bình thường bán rẻ đấy. Chào chú Long Thủy. À, em đang nói về cái tên Múc Nguyễn, tức là tên Nguyễn Hải Phú ấy. Ngày trước có cái nick là Ken ấy, hắn mua cái phần mềm này này về để
đăng tải những cái bài viết, chia sẻ những cái bài viết của bọn Tân Thái, bọn Đoàn Thị Thùy Dương, cái bọn phản động ở hải ngoại á. Hắn kêu gọi tôi muốn đa đảng này, suốt ngày 24 trên 24 này. Đấy, cả ngày lẫn đêm luôn. Thì Tường Vi sẽ cho mọi người thấy. Đây, hắn chia sẻ những cái hình ảnh của cái bọn phản động ở hải ngoại kêu gọi đa đảng. Trong đó có cả Nguyễn Thanh này này. Mọi người không lạ thì tên Nguyễn Thanh dân chủ chính trị quậy này. Châu La Khải sang diễn đàn Nguyễn Thanh cũng bị Nguyễn Thanh chửi sập mặt luôn. Riêng cái diễn đàn của hắn á, hắn mở ra hầu hết các anh em gọi là trái quan điểm với hắn. Hắn không bao giờ cho lên, cho lên thì hắn chỉ vào nói mấy câu và hắn cho xuống. Đây là tên Trần Nhật Phong ở hải ngoại, Rotterdam. Đây, bài viết của hắn này. Em chửi anh là gì, anh Châu La Khải, anh Trần Khải, bởi vì anh và qua các diễn đàn của bọn chúng, anh cũng bị bọn chúng chửi. Như tối hôm qua anh vào cái diễn đàn của cái con bé gì rồi lên, cuối cùng bị người ta chửi cho sập mặt đây. Bọn tham nhũng cũng chửi, nhưng mà trước tiên phải xử lý cái thằng Ken này đó, thằng Múc Nguyễn này, tức Nguyễn Hải Phú này này. Hắn lúc nào cũng muốn đo đa đảng, xong là ủng hộ Tân Thái, kêu gọi mọi người xuống đường biểu tình. Đấy, cái diễn đàn của hắn chủ yếu là vào buổi trưa và buổi tối. Vâng, Dương Vy kết thúc cái đoạn video, cái đoạn live này xong là Dương Vy sẽ mời một số anh lên cùng nhau trao đổi một chút nha.